Dạ, Minh Quận mến chào cô chú anh chị đang xem kênh Minh Quận. Là đầu tiên cho Minh Quận kính chúc cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Và dạ, hiện tại thì anh em cũng đang quay lại ấp Kiết Lâm A, xã Lâm Tân, huyện Thành Trì, tỉnh Sóc Trăng cô chú anh chị. Thì hôm nay là cũng là ngày cuối cùng để đưa tiễn anh Thí 31 tuổi thì trong vụ nổ bình hơi ở Đồng Nai. Thì hôm nay anh em quay đây để chia sẻ cập nhật trong buổi tang lễ của anh để gửi đến quà cô chú anh chị được rõ hơn. Thì sau đó cũng cùng cầu nguyện để đưa anh về nơi nghỉ, cũng mong anh sớm được siêu thoát. Thì em cũng xin mời chú anh chị cùng em để tiếp tục theo dõi video của em để cùng đưa tiễn anh về chùa. Hiện tại gia đình bên trong cũng sắp đến giờ của chú anh chị. A Di Đà Phật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thí cả nhà. Xe phía sau là chợ Ân Thí.
mới di chuyển vừa đến chùa của chú anh chị, thì bắt đầu đưa vào phía bên trong. Tiệm cũng mời chú anh chị cùng anh em để tiếp tục theo dõi video để cùng đưa tiễn anh Thí 31 tuổi về nơi ăn nghỉ. A Di Đà Phật. Tới đây của chú anh chị. Nãy chạy em chạy xe, chạy từ bên kia chạy xe vòng qua đây. Bà con anh em nay đến đây cũng rất là đông để chia sẻ. Thật sự thì ra đi thì ai cũng đều đau lòng xót xa cho cô chú anh chị. Đây không luôn luôn đây vợ luôn vợ thì nhỏ xíu luôn cho chị. Thấy chị cũng xanh lét người luôn kìa, chị đi không nổi luôn rồi cô chú chị. Trời thì quá là đau lòng. Mình gái cô cái nữa thế thôi. A Di Đà Phật. Bái các vị sư đang ngồi đây. Yeah.
sao vậy gái, có đau lòng chứ kìa. Nói gì được không? Mong mình à, đây là vợ con của anh mới lên về nhà lúc 3 giờ chiều ngày hôm qua là tới vậy. Hôm nay thì mang đi sư cũng à, đây bên đó có chỗ chị còn bị còn luôn tin cận cái đây mà anh vào anh gì đâu không mà còn để nó bắt đầu đi để cùng cầu nguyện để đưa tiện anh về ngày cuối cùng. Vợ là gục ngã cho anh chị. Chuẩn bị để chúng ta mình chưa lên vào bên trong của chúng ta. Ra đi thì bỏ lại vợ và đứa con. Đây là phía sau để em đi vòng ở bên đây. Sửa cho mau mau ha. Ừ, mau mau lên. Bị khói quá trời á. Khói quá trời, mụn luôn. Ông khó ra bị nguyên đẩy. Ông theo em, bị này chú ơi. Dạ, mà tôi nghĩ đó, tôi... Tí là chủ lò ở đây. Nguyên lò ở đây. Thượng Quỳnh. Tôi là thượng. Tôi ăn nói. Để cho
tình người mới à, chắc cũng sửa đi một chút phải sửa tôi lo mấy người nhà kêu gì vô mặt sau là phụ quá anh em bữa cũng khó bữa chú thúng á khó lắm chú ơi nghĩa là cái ông nói mình đã làm đó thì nó sẽ thừa có được trên không bắn nó bay lên cơn dạ cái này mụ nghĩa là cái ông nói đò mình đang hơn cho nên là nó sẽ tới bên dưới nó xả dưới nha khó lắm chú ơi chú đi kiếm vậy thôi dạ, chú là Quỳnh Tiễn dạ. Vậy rồi đi chú đò đấy không phải lúc nào mình lại nhớ bắt đồng hồ anh dễ dễ lúc đang cô đang cố lớn bây giờ anh tìm miếng đi xem đi á tụi này không hết có đi vừa đâu nghe là bỏ bỏ em đi kiếm đi á thấy đủ qua là cha qua đấy nghe đấy không nhặt đất lò nữa thấy bằng gì mà ý kiến bán tụi này cũng thật con một vài ngày anh về nó có thật rồi nghe chú ơi không thể làm đúng như thể được cứu cái gì chú hiện tại đang đứng mà chú đã không còn đó thiêu bên phụ của em mặt khí giờ anh lấy được cái chú gì chú gì chú khắp chú mình nữa Thank you.
thì đến giờ để đưa anh vào bên trong của chốn chị. A Di Đà Phật. Nhiều khỏe, cặn không? Mọi người cặn không? Nghe này thì gọi của cặp nhóm chạy hết quế ở trong thử chôn không trái ta mà thấp cao thấp cao mình ngọt đấy hả đến thứ bảy nè.